Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Ngày trước thì AD đã trình bày với các bạn về kết cấu của hoạt động của khuôn 2 tấm. Các bạn đã từng xem video thì nếu có câu hỏi để lại bên dưới phần bình luận, để sẽ xem xét và trả lời các bạn. Trong quá trình làm video bài 2 kết cấu và hoạt động của nền tấm, thì AD đã được nhận được câu hỏi động viên, vừa hỏi vừa động viên của một bạn khán giả. AD rất trân trọng ý kiến đóng góp của bạn. Còn với số lượng người đăng ký ít mà đây vẫn làm thì đó là do cái sự đam mê mà ở đây. Nên rất là cảm ơn các bạn, nếu như các bạn có những ai cũng đam mê mình sẽ thích và đam mê về công nghệ chế tạo, thiết kế, chế tạo khuôn ép nhựa, gọi khuôn ép phun, thì các bạn có thể giới thiệu với bạn bè của mình đăng ký kênh của AD, theo dõi các video và ủng hộ AD. Còn AD biết là có rất nhiều kênh đào tạo và dạy về thiết kế khuôn ép nhựa. Nếu như các bạn là người nước ngoài thì các bạn sẽ thấy lượng khán giả đăng ký rất là đông, nhưng các kênh tiếng Việt thì thường rất là ít. Mình thấy đa số về khuôn ép nhựa thì chỉ có khoảng 23.000 người, kênh 55.000 người cao điểm. Đây là mình nói về mảng khuôn ép nhựa, bởi vì nó là thuộc về dòng cơ khí chính xác, nó tổng hợp tất cả các loại cơ khí gần như là như vậy. Mình không khẳng định hoàn toàn nhưng mà gần như là như vậy, bởi vì các cái ngành khác thì nó là cái ngành đơn giản, vẽ vời đơn giản, xuất bản vẽ đơn giản, các chi tiết chế tạo nó cũng đơn giản, nó không nhiều chi tiết cấu phức tạp như là cái khuôn. Cái khuôn giống như một bộ máy, các bạn thấy là để hoạt động được thì con người ta ngoài biết vẽ vời ra phải hiểu nguyên lý hoạt động, quy tắc, quy ước chế tạo này kia, rất nhiều thứ. Đây ở đây ví dụ như bộ khuôn các bạn nhìn ở trên đây, bộ khuôn này nó có giá là khoảng 60.000 đô. Bình thường các bạn nhìn nó có thể bằng một con máy CNC, bằng một con máy cắt dây, hoặc bằng một con máy EDM súng điện. Với loại các bạn cắt option thì có thể mua được một máy như vậy. Nên là để chế tạo về hàng chính xác thì không phải ai làm được, để mình nói thẳng. Và đa số các doanh nghiệp FDI là nhiều, các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay mới được các doanh nghiệp FDI họ giao cho làm cho vài năm trở lại đây. Còn trên thế giới thì mình cũng không biết hẳn các bạn như thế nào, nhưng mà đa số chỉ là các nước công nghiệp phát triển họ đã từng làm rồi. Bây giờ các nước đang phát triển như kiểu Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indo, Thái Lan, quanh khu vực Đông Nam Á này thì gần như họ đầu tư vào các nước này nhiều hơn.
cái lực lượng nguồn lao động dồi dào, cái trình độ tiếp thu của nguồn nhân lực hiện nay rất là cao nên người ta có thể làm được các cái việc mà khó và khổ. Còn các nước phát triển thì việc khó việc khổ bây giờ nó có thể làm đến toàn thuê những người ở các quốc gia đông dân số và đang phát triển, và đang phát triển ngành công nghiệp là nhiều. Đây là qua cái phân tích và nhận định của AD. Như vậy các bạn nếu như biết thiết kế và chế tạo về khuôn em như vậy thì các bạn vẫn thuộc NGHỆ, nó có thể là tốt một trong top 3 của mảng công nghệ cơ khí. Mình không nói là nhất, mình sẽ xếp cái top 3 3 lĩnh vực của ngành cơ khí. Cái chế tạo máy chính xác, chế tạo khuôn chính xác, chế tạo máy đúc ép chính xác là ba cái mà mình không đánh giá mảng nào là mảng số 1. Đây là ba cái mảng mà các bạn thấy nó là chính xác nhất và cao cấp nhất trong mảng cơ khí hiện nay. Ba cái nó đi cùng với nhau để tạo ra một cái sản phẩm chính xác. Ok, thì AD miên man sơ qua với các bạn như vậy. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần chính của bài ngày hôm nay là bài kết cấu và hoạt động của khuôn 3 tấm. Về phần 1 kết cấu khuôn 3 tấm. Một kết cấu khuôn 3 tấm. Khuôn 3 tấm thì sẽ có 3 mặt khuôn. Phần khuôn 1 cộng 2. Để theo danh dẫn giảm nơ. Và cái mặt số 3 là để theo sản phẩm. Khi mở khuôn, bên phần cố định sẽ tách ra làm 3 phần: tấm cố định, tấm di động và tấm dính dẫn. Tấm dính dẫn, tấm di động. Ưu điểm của khuôn 3 tấm là sản phẩm đúc và danh dẫn có thể tự động được tách ra, do vậy phù hợp cho tự động hóa và được áp dụng rộng rãi trong dạng sản xuất lớn. Nhược điểm: kết cấu khuôn phức tạp, giá thành cao hơn so với khuôn 2 tấm, quá trình bảo dưỡng khuôn cũng lâu hơn so với khuôn 2 tấm. Đây là cái ưu điểm của nó, là khuôn 3 tấm thì nó sẽ tách được khuôn phun để săn nơ ra. Về phần kết cấu thì cơ bản nó chỉ có như vậy, các bạn có thể đọc lại, tham khảo lại. Chúng ta đi tiếp sang phần 2 là phần các chi tiết chính của khuôn 3 tấm.
về cơ bản tên gọi chi tiết của khuôn ba tấm nó gần giống như khuôn hai tấm, nhưng do cách hoạt động khác nhau nên có thêm một số chi tiết phụ. Đây là khoanh màu đỏ, sáu chi tiết phụ cũng có tầm số. Chi tiết số 2 là Runner Shipper Blade này. Số 10 là Unabon. Số 11 là Parking Dock. Parking Dock Boosting. Cần nhà hàng. Một số cắt ghép. Số 13 là stop on. Số 15 là runner loop in. Các bạn là khuôn 3 tấm thì xong, khuôn 2 tấm thì nó có thêm 6 chi tiết, nhưng mà 6 cụm chi tiết. Chúng ta gọi 6 cụm chi tiết cho nó chuẩn này. Chúng ta xuống cái phần giải thích. Cái tấm Thunder Chipper Blade chi tiết số 2 là tấm nằm giữa tấm 1 Kavi Adapter Blade và tấm 3 Kavi T-Blade. Tấm này có tác dụng ngắt Thunder ra khỏi khóa giữ để robot có thể lấy được chúng ra khỏi khuôn. Như này có thể lấy robot hoặc lấy bằng tay này, tùy vào cái điều kiện sản xuất của từng công ty các bạn nhé. Nếu là công ty mà quy mô nhỏ thì và với cái sản lượng nhỏ thì họ sẽ không có tiền để mua robot thì họ sẽ dùng tay để lấy. Đây chúng ta theo bài giảng dành cho dòng chuyên nghiệp nên sẽ có robot để lấy dân nơ và sản phẩm. Tiếp số 10 là Bullerbone, nhưng mà là Buller kéo. Tác dụng của nó tạo khoảng mở giữa tấm số 2 và tấm số 3 khi mặt tấm khuôn chính C được mở ra. Số 13 là stop ball, vui lưng dừng, tạo khoảng mở giữa tâm số 1 và tâm số 2 khi mặt tâm khuôn A được mở ra. Stop ball và khuôn ball được gắn chặt với nhau cùng với tâm số 2. Tiếp chi tiết số 11 là parking dock, khóa mặt khuôn khuôn chính và parking dock boosting vỏ khóa dùng để khóa chặt tấm số 3 và số 4 với mục đích không cho mặt phần khuôn chính C mở ra trước. Tiết số 12 là coil spring nozzle. Nozzle luôn nén khi khuôn đóng và tạo ra xuống đẩy tách tấm số 2 và số 3 ra trước khi khuôn bắt đầu mở ra. Tiết số 15 là runner lock pin, khóa runner đường gắn cố định trên tấm số 1 có tác dụng tách riêng runner ra khỏi sản phẩm và giữ lại trên tấm số 2 khi mà phần khuôn B được mở ra. Các kênh pin đẩy 9 cùng với sản phẩm 14 vẫn không thể thiếu giống như các khuôn khác. Đây là phần giải thích. Các bạn có thể xem lại phần các chi tiết chính của phần ba tấm này. Và các bạn có thể xem phần kết cấu và mô tả của nó này. Chúng ta sẽ đến phần chuyển động của khuôn ba tấm.
chống vàng sáng. Chỉ thiếu mở cái này, xem mở chương. Đây cái này là số 1, mở chương. Thêm 1. Đến cái này số 2. Cái này số 3. Đây chỉ thiếu mở cũng đã tầm. Lần ở đây để đây là video, đây là video mô phỏng các bạn. Ở đây sẽ nói trực tiếp trên video mô phỏng riêng để giải thích luôn với các bạn các chi tiết của phần bản thân cho nó dễ. Đến với phần kết cấu khuôn bản thẩm, đây là các chi tiết khuôn bản thẩm các bạn có thể xem vẫn như bình thường nền thẩm. Đây là một bộ khuôn bản thẩm kết cấu cỡ nhỏ các bạn. À, đây mình tạo là như thế vì nó dùng để thẩm support palette này. Những khuôn mà dùng để support palette thì thường nó là thẩm nhỏ. Các bộ khuôn nhỏ to thì cũng dùng đấy, nhưng mà người ta sẽ ít dùng để support palette. Các đi từ trên đến dưới chúng ta vẫn để xem kết cấu nó gồm những gì các bạn nhé. Rồi nụ cười thình lình sponsoring dân ở xin tay lớp pin dân ở lớp pin. Đây là tên tiếng Anh chuẩn các bạn, ở trong phần mô phỏng này đây là cái tên tiếng Anh chuẩn các bạn nhé. Nó có thể khác là cái tên gọi mà chúng ta gọi theo tiêu chuẩn của Mitsumi nhé các bạn. Các bạn chú ý cách gọi, chúng ta cứ hiểu ý nghĩa của chúng nó là được. Chúng ta có nhiều cái gọi thì chúng ta phải thích ứng, được quen biết dần tiếng Việt với tiếng Anh nhiều, hoặc tiếng Nhật nhiều khi người ta gọi. Tiếp top palette center palette cavity palette cavity insert đây là cái nó so cái u lông ban nó so sút là screw dần nửa plate bún rốt đây là tên gọi của nó. Tên gọi chuẩn tiếng Anh thì nó sẽ khác với cả tên gọi các tiêu chuẩn của Mitsumi các bạn có thể thấy nó lạ nhưng mà làm quen dần chúng ta sẽ thấy nó bình thường. Support pin, support pin trong khuôn ba tấm thì cũng giống như gai đập pin trong khuôn hai tấm các bạn nhé. Nhưng support pin nó sẽ dài. Tiếp xuất đầu bút này chúng ta vẫn gọi gài đầu sinh nắp mít tích sân cam cái này ngoài là giữ cơ cấu giữ chuyển động, nó không
dùng đến packing lock, mình sẽ dùng cái cơ cấu này để bên ngoài các bạn. Nếu chúng ta dùng packing lock thì chúng ta sẽ không dùng cái cơ cấu activation cam các bạn nhé. Nó mục đích là khóa cái tấm cavity valet và cavity valet này để cho nó không được mở khuôn là sớm. Vì bức tình lắm để hai cái này nó khóa nhau chưa theo cái chuyển động, các bạn phải ý thì các bạn bộ khuôn này nó vẫn có cái vulnerable stop bone thunder plate put rock sudo screw tiếp co plate co insert support plate direct to mean thoát khí dòng nương thế còn là hai phần liên kết vào nhau nhiều đấy, còn làm để giữ cuốn phun và thoát khí đấy tùy vào sản phẩm. Tiếp Eric từ gì tài lượng tầm thần điện director blade, tầm chặn thần điện bật tầm blade, tầm cap biển co. Nếu mà chúng ta khuôn để nằm thì phân biệt tốt blade, blade các bạn thì chúng ta trên máy thì nó không gọi như thế. Chúng ta bạn cavity adapter blade, co adapter blade fixed clamping plate, side clamping plate tùy cách chúng ta gọi cho nó phù hợp. Chúng ta không cần phải bắt bẻ nhau các bạn nhé. Nên thì các bạn có bắt nó giữ những cái tên gọi này các bạn nhớ này, nó sẽ rất là đã. Đây các bạn nhìn nó sẽ có bắt nó soi, nó không cho hiện chi tiết các bạn thì chúng ta nhìn thấy nó soi. Cái này nếu chúng ta gọi chuẩn thì nó gai là director pin các bạn nhé. Dẫn đúng dẫn pin thì tên gọi nó nhiều khi nó khác các bạn. Tôi vẫn giải thích nhấn mạnh với các bạn là tên gọi nhiều khi nó khác thì chúng ta cứ làm quen, chúng ta hiểu nguyên lý của nó được. Thế là cũng có hai quan là rốt một cái hỗ trợ đẩy spacer master là cái dưới nhưng mà người này giảm chấn chống cong vênh thứ tùy cách chúng ta gọi, nhưng mục đích của nó là để xử lý cái bề mặt chúng ta để nào tiếp xúc cái tấm từ cái này nó sẽ chạm hết về cái phần sẽ hết này, chúng ta làm gì biết nó sẽ chuẩn hơn.
điều chỉnh công binh trong tập bài, các cái spacer watt này để cho nó phẳng cái tấm để tiếp xúc về mặt phẳng và cái tấm. Các bạn đi theo tiếng Anh thì nó sẽ có chi tiết như vậy. Các bạn. Xem các bạn có thể nhớ là nó có tên gọi nó sẽ rất là khác nhau, nhưng còn cả tên tiếng Nhật các kiểu nó nhiều cái loại tên gọi lắm. Mà chúng ta làm quen thì bất cứ tên gọi nào trở thành vấn đề với chúng ta hiểu. Ok. Đó, bây giờ chúng ta đi vào phần chính xem về phần hoạt động của nó nhé. Tập này mở ra số tiền này tiếp số ba này các bạn để ý tất cả 1, 2, 3 xem lại. Để các bạn để trong cái video mà kết cấu của này tấm một con ba tấm này thì nó không có chi tiết mà là support pin các bạn nhé. Trong cơ bản thì phần hoạt động đúng không? Vì vậy nó có ba mặt phần khuôn. Với các khuôn lớn thì các bạn sẽ thấy cái tấm dàn lược vào đấy ẩn vào cái tấm có adapter plate này, các bạn hãy bật top plate này các bạn nhé. Nên là với các khuôn to nhé, khuôn nhỏ thì nó thường nó sẽ chia như thế này. To như mình nói là khoảng cỡ 450 tấn trở lên máy, như vậy thì người ta sẽ chúng ta sẽ còn như chúng ta không nhìn thấy cái tấm dàn lược plate này. Với một số khuôn chúng ta sẽ không thấy dàn lược plate này vì nó nằm bên trong, khi chúng ta mở khuôn thì chúng ta sẽ thấy cái phần đấy nó thuộc về phần nâng cao. Các bạn cơ bản hiểu sơ bộ về những cái đơn giản trước nên các bạn là người mới, người bài ngày hôm nay thì đến đây tạm kết thúc. Các bạn nếu có câu hỏi thì hãy để bên dưới phần bình luận để trao đổi ra đi nhé. Các bạn nếu như là người mới mà xem được video thì hãy nhấn vào biểu tượng đăng ký hoặc subscribe để ủng hộ kênh. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.